bí ẩn đáng sợ của hai ngày nghỉ cuối tuần thứ bảy chủ nhật chúng ta đều đã quen thuộc với khái niệm hai ngày nghỉ cuối tuần là thứ bảy và chủ nhật nhưng liệu mấy ai biết bí ẩn đằng sau nó xã hội ngày nay hầu như tất cả các cơ quan doanh nghiệp đều sẽ có hai ngày nghỉ cuối tuần dành cho nhân viên bạn nghĩ lý do của nó là gì sự nhân đạo ư các ông chủ thương chót cho nhân viên ư chắc hẳn không ít người sẽ suy nghĩ như vậy nhưng chưa hẳn vậy đâu sự thật thì trong rút giai đoạn thế kỷ thứ 19-20, khái niệm hai ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật chưa hề tồn tại. Những người công nhân Mỹ đã phải làm việc cả tuần. Trong khi đó thì những tầng lớp công nhân luôn đấu tranh yêu cầu phải giảm giờ làm, nhưng hầu như không có tác dụng. Vậy khái niệm hai ngày nghỉ cuối tuần ra đời từ khi nào? Thật bất ngờ, người đưa ra khái niệm này lại là Harry Ford, Ông chủ của hãng xe hơi quá nổi tiếng mà chắc hẳn ai cũng biết. Một cái cứng nhắc luôn phản đối các cuộc đấu tranh của công nhân đến thành công. Vậy vì lý do gì mà ông ta lại đưa ra khái niệm này? Ông ta nổi lên lòng rất ảnh ư? Thế là bạn nhầm rồi. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1914 khi đó Henry Ford quyết định tăng lương cho công nhân của mình từ 2,34 đô một ngày lên 5 đô một ngày. Harry Fox bị thuyết phục bởi một vị phó chủ tịch của mình, đó là ông Jim gen về ý tưởng tăng lương không chỉ ổn định được lòng người mà còn khuyến khích công nhân chi tiêu nhiều hơn. Có tin thì ham muốn tiêu xài, mua sắm của họ sẽ trỗi dậy và họ có thể bỏ tiền ra để mua chính xe hơi của hãng. Thật sự thì đây đúng là một luận điểm vô cùng chính xác, không thể nào chối cái. Có nhiều tin thì tiêu tiền, một pha kích cầu hoàn hảo, bạn có thể thử tưởng tượng một nhân viên Samsung bỏ ra 2 tháng tiền lương để mua một chiếc điện thoại Samsung đời mới. Điều đó có nghĩa là nhân viên đó đã làm không công 2 tháng vì giá thành sản xuất cục chỉ là một con số rất nhỏ so với giá bán. Cuối cùng, số tiền bạn làm cuồn cuộn 2 tháng lại quay trở về túi của ông chủ. Đúng là không có sự bóc lột nào ngọt ngào hơn thế nữa. Và để dễ dàng thêm cho sự bốc lột của mình, Harry Ford đã đề ra chính sách làm việc 5 ngày và nghỉ 2 ngày cuối tuần. Vì sao hứ? Vì có tin là một chuyện và ban cần phải có thời gian để tiêu tiền. Hãy nghĩ mà xem, hai ngày nghỉ cuối tuần luôn nằm trong khoảng thời gian tuyệt vời để mua sắm. Harry đã nói, có nhiều thời gian rảnh, mọi người sẽ muốn mua thêm quần áo, họ sẽ ăn nhiều đồ ăn ngon hơn và họ cần có phương tiện để di chuyển. Vậy là khái niệm ngày nghỉ cuối tuần ra đời. Những ông chủ lớn của tất cả các ngành nghề đều nhanh chóng nhận thấy được mảnh khỏe trong đó. Và khái niệm ngày nghỉ cuối tuần càng ngày càng được nhìn rộng ra. Từ đó phát triển thành đạo luật ngày làm việc 8 giờ và tối đa 40 giờ một tuần. Đó chính xác là những gì ngày nay chúng ta được hưởng. Còn gì hay hơn khi bạn tăng sức bốc lột mà người ta lại còn cảm ơn bạn dù vậy thì xét về kinh tế đây đúng là một chính sách hợp lý con người được nghỉ ngơi sẽ chi tiêu nhiều hơn thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển mạnh mẽ hơn đồng thời đẩy mạnh năng suất lao động còn bản thân chúng ta nên cẩn trọng trong việc chi tiêu là được